Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một dòng brass có tên là Venusa. Hoa của nó màu trắng tinh và lưỡi của nó thì hình trái tim. Và ban đêm nó có hương thơm các bạn. Và một chậu như thế này thì giá thành của nó là 120 ngàn.